Hello, xin chào tất cả các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ tiếp tục móc tiếp theo nha, móc chạy chuỗi cầu này các bạn. Rồi, tiếp tục này, mình sẽ đi tất cả các mũi móc đơn này. Lên cho mình một móc. Rồi, các bạn tiếp tục móc này. Các bạn có thể thấy được là trái chuỗi cầu của mình chỉ bằng một ngón tay thôi à. Đó. Các bạn cứ móc như vậy nha. Đó, các bạn cứ móc từng cái hàng là các mũi móc đơn này. Đó, các bạn có thể thấy mình đang móc như vậy để chuột mình nó sẽ được dài ra đó mọi người ơi. Bây giờ mình cũng tiếp tục đuổi nó lại nha. Nó lên một tiếp này, bắt đầu nút tiếp này các bạn ơi. Các bạn tiếp tục lên một móc tiếp này. Đó này.
các bạn móc tất cả là các mũi móc, mũi móc đơn nha. Đó, cứ móc như vậy thôi cho tụi hết hàng giúp mình. Đơn nha các bác ơi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ nối nó lại đây. Và hàng tiếp theo này. Rồi mình lại tiếp tục lên hàng tiếp theo nha các bạn. Đó. Các bạn có thể thấy được là cái chuỗi của mình. Rồi, tiếp tục nhé. Một móc xích này. Tiếp này. Hai. Ba. Bốn. Và mình lại tiếp tục nối hàng này. Bây giờ mình sẽ dừng lại nha. Mình sẽ bỏ bông gòn vào đã. Mình sẽ nhét vào này từng chút một các bạn. Để cho nó được phong ra nha. Các bạn có thể thấy được là nó đã phong ra rồi. Đó. Đây. Để chỗ cao của mình. Tiếp tục này. Tiếp tục mình sẽ lên hàng tiếp theo này.